Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt thì tiếp tục về series trốn tìm. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ trốn tìm ở một cái map chơi rất là mới, rất là thú vị nhá. Thì map chơi này gắn liền với lịch sử Việt Nam, đó là gắn liền với vụ án oan sai của Nguyễn Trãi. Thì ngày hôm nay cái khuôn viên Lệ Chi Viên này nó cũng rất là rộng, nó khoảng hơn 1000m2. Thì tôi sẽ có 30 phút để đi tìm và mọi người sẽ có 5 phút để đi trốn. Giải thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Và ngày hôm nay sẽ có 5 thành viên chơi: Vinh Tiền Lẻ, Bảo, Trương, Phương Cơ Côn và Phương Cơ Phòng. Tôi sẽ là vua trốn tìm. Vua tìm. Lại, bắt đầu. Vua tìm. Thì hôm nay bác Ngọt chơi trốn tìm ở Lệ Chi Viên này thì tôi, bác Ngọt ngày xưa cũng đi vào đây rồi, ngắm đầy cái trốn rồi. Trái này, kèo này tôi ăn chăm các bạn. Thì hôm nay bác Ngọt chơi map chơi rất là thú vị nha các bạn nhé. Nhưng mà dưới chỗ nào độc lạ thì tôi mới thể hiện được cái trò trốn tìm của tôi. Bác Ngọt thanh tìm, hôm nay tôi ăn chặt nhé các bạn nhé. Hôm nay bác Ngọt lại chơi trốn tìm ở cái map Lệ Chi Viên này. Lệ Chi Viên này thì các bạn có liên quan gì đến lịch sử không? Nhưng mà tôi chả liên quan gì đến lịch sử. Hôm nay tôi sẽ cố gắng là vua trốn tìm nhé. Vì đã khá lâu rồi tôi không làm vua trốn tìm các bạn. Rồi các bạn này thì tôi bé như này tầm 70 cân thôi nên là tôi lúc đâu cũng ăn chặt các bạn nhé. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Mình... các bạn thấy đây quả, biết nhà quả gì không? Đấy, như một quả xoài các bạn, đây là quả xoài nhá. Đấy, quả xoài bằng đá nhá các bạn nhá. Tôi không ngu gì mà tôi trốn ở đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chui vào đây nhá, chui vào bộ cái chỗ vườn răng này nhá. Thì nếu mà bước ngoặt ra đây thì cũng khả năng cũng hết vào. Thì cái Lệ Chi Viên này nó khá là rộng các bạn ạ, cây cối thì lại rất là tùm nhá. Thì ngay cái lúc mới vào là tôi đã kiếm được vị trí rồi các bạn ạ. Tôi là đi ra cái đằng sau mộ này là chỗ xa nhất ở cái vị trí xuất phát nhé các bạn nhé. Thì hy vọng bác Ngọt sẽ không có đủ thời gian để ra đến đây để kiếm tôi các bạn ạ. Tôi đây. Thì tôi đi xung quanh rồi, tôi thấy chỗ bụi tre này giữ hợp trốn hợp lý đấy các bạn ạ. Thì các bạn thấy có nhiều cái mo cao không? Các bạn đây, các bạn nhìn này, mo cao rất là nhiều nhé. Tôi sẽ dựng lên một cái để trốn nhé, chắc bác Ngọt không để ý đâu các bạn ạ. Các bạn này thì tôi sẽ trốn ở chỗ nào các bạn nhá. Thì nếu rất là mát nhé thì cái này tôi chắc sẽ ăn chặt các bạn nhá. Các bạn đây là khu Lệ Chi Viên, là một khu di tích lịch sử nhá các bạn nhá. Thì ở đây thì các bạn học lịch sử thì các bạn biết đây là cái năm ngày xưa là cái vườn vải đấy, gắn liền với vụ án oan sai của Nguyễn Trãi. Đó, thì các bạn bây giờ nghiên cứu lịch sử thì các bạn sẽ biết. Thì bây giờ tôi sẽ có 30 phút để đi tìm các bạn nhá. Đó, giờ thì tôi sẽ bấm thời gian. Đây là cái khuôn viên của cái khu Lệ Chi Viên này. Thì thực sự nó rất là rộng các bạn. Thì ngày xưa là trồng toàn trồng vải thôi. Đó, rất là rộng. Đấy, thì đầu tiên là tôi, chiến thuật của tôi là tôi vẫn đi tìm ở xung quanh trước rồi tìm ra giữa các bạn. Đấy. À, ở đây thì đầu tiên là tôi cho các bạn nhìn thấy cái đây là cái bài đại cáo Bình Ngô. Thì ngày xưa chúng ta học là Bình Ngô đại cáo. Đấy, đây coi như là cũng là bản tuyên ngôn độc lập của nước ta. Đấy, đây là Nguyễn Trãi soạn đấy các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay thật sự thằng nào bị bắt đầu cái ngu nhất tem các bạn ạ. À, các bạn ơi, tiếp đây là cái bia đá bạn, của đức bà Nguyễn Thị Lộ các bạn. Nguyễn Thị Lộ thì ngày xưa là vợ của ông Nguyễn Trãi các bạn. Nói chung là học rất giỏi, nói chung là được phong giống như là tiến sĩ các bạn. Thì được vào hầu hạ vua rất là nhiều. Đó, giờ tôi sẽ tìm ở khu này các bạn nhé. Không biết đây là có người không ạ? Đây khả năng tôi nghĩ là không có. 5 người đi trốn mà hôm nay mà thời gian 30 phút mà không tìm được ai thì hơi vui. Ôi các bạn ơi, vào phát ra xích luôn được Bảo chưa? Bảo ơi, sao con tàu tè giúp ở đây à? Ừ. Giúp ở đây làm gì? Đây các bạn ơi, Bảo đi trốn tìm thì trốn như kiểu này thì thằng nào chả bắt được. Các bạn ơi xem nào. Như vậy mới có 2 phút đầu tiên thì người ta bắt được Bảo này các bạn nhá. Như vậy là Bảo là người bắt đầu tiên nhá. Các bạn ơi, ở đây thì vải rất là nhiều mà chùa tình này tôi linh thiêng lắm, tôi không muốn lặn đâu. Nếu mà hàng xóm thì có khả năng vãn của tôi cho tôi mới chùm ra ăn được các bạn. Và tiếp tục là trong này là vườn vải các bạn. Thì ở đây thì người ta vẫn giữ lại những cái phong tục của ngày xưa. Ngày xưa đúng là vườn vải thì bây giờ vẫn là ai? Anh Ngọt đây chỉ là cái vải. Chào anh Ngọt các bạn. Đây là gì? Người dân thì trông giống như ở đây trông chùa ấy. Thì
người ta nuôi thêm cả ít gà nữa. Không biết ở trong vườn này là có ông nào trốn không thì tôi sẽ tìm ở quanh khu lại các bạn nhé. Giờ hôm nay thì không có cả tới mới hiếu, lại có em Trương với em Bảo gì. Khả năng là hôm nay các Trương mới bảo là bị bắt đầu tiên rồi các bạn ạ, vì chưa có kinh nghiệm chơi trốn tìm nên các bạn nhỉ. Và tiếp tục ra khu vực này nhá các bạn ạ. Ở đây có cái cây, đây tôi chẳng biết là cái cây gì vậy, cũng rất là to các bạn, to lắm. Nhưng không biết là cây gì, không phải cây xị, không phải cây xanh, cũng không phải cây xà cừ. Đấy, thì ra hết cái khu vực kia thì không phải là của lệ sinh viên này nữa rồi. Ở đây thì có một cái mộ rồi các bạn. Đấy, thì không biết là xung quanh là có người trốn không, thì tôi cứ thử đi tìm đây nhận nhé. Đây thì không có rồi các bạn. Rất là rộng, ở đây thì rộng lắm. Nếu các bạn thì kèo này thì đối thủ lặng ký của tôi vẫn là cột nhá. Thì con vừa bẩn này còn nó đen nên là giúp đâu cũng giúp được các bạn ạ. Như vậy là thời gian đã trôi hết 4 phút thì tôi mới chỉ bắt được một mình em Bảo nhá. Bảo trốn nào tù tà thế. Thì tiếp tục là tôi sẽ đi vào phía bên này các bạn nhá. Thì tôi có tìm ở xung quanh trước, xong tìm ở giữa sau. Đây, ở giữa đây có một cái hồ sen. Hồ sen cũng rất là đẹp nhưng mà không có ông nào trốn cả. Đó, tiếp tục là tôi sẽ đi sang khu rìa này nhá. Ở đây thì cây cối ở xung quanh nó rất là mát. Đấy, mà mỗi tội là cái tiếng ve nó kêu. Tiếng ve nó kêu hơi to, vì thế là các bạn chưa tôi ăn anh đang tiếng đây không phải các bạn thông cảm. Đó. Ôi trời, cái đoạn này nó rất là rộng rồi các bạn. À đây là có hai cái bức điêu khắc, bức pho tượng của Nguyễn Trãi các bạn. Đấy, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ các bạn. Thì nói chung là hai anh hùng dân tộc. Đấy, cũng rất là đẹp các bạn. À hồ các bạn ơi. Bác sống Trương nhá. Trương ơi. Em ơi sống thế nào tồi tệ thế? Ở giúp đây ăn chặt các bạn này. Thế là con nó bắt được. Ờ các bạn ơi, như vậy là người tiếp theo bị bắt là Trương nhá. Ui. Bây giờ mới hơn 6 phút thôi. Thì tôi đã bắt được Trương nhá. Ờ Trương à, em thấy hôm nay trốn tìm thế nào em? Ôi thật là trốn này nó cũng không khó cũng không dễ các bạn này. Nói chung là tôi bị bắt thứ hai nó cũng ăn chặt các bạn này. Ok thôi, em vào kia này anh hãy tiếp tục đi tìm. Các bạn có nghe thấy tiếng ve nó kêu kêu rất là to luôn. Ở đây khéo ở hú lên thì chắc bác Ngọn nó không nghe tiếng các bạn, vì tiếng hú nó hòa chung và tiếng ve kêu ấy. Viện chỗ này nó rất là rộng các bạn nhé. Không biết đằng sau bức tượng kia là có người hay không. Đó. Ở đây thì cũng rất là rộng, cũng rất là um tùm các bạn. Cây cối rất là nhiều. Tôi nghĩ là đằng sau pho tượng là không biết có ông nào lại trốn vào đây không. Tôi đoán thế thôi. Không có ạ. Hai pho tượng rất là to, rất là đẹp. Thì tôi nhìn thấy anh Côn anh ấy trốn ở chỗ mấy cái mộ kia. Anh đấy mà ngồi đấy nè anh Côn này. Tôi chân thật anh Côn nhé. Anh có là đi xuống đi ngồi ra chỗ đất này. Không có sâu ít đấy, không ai chữa được chỉ cho anh đâu. Thôi tôi tìm ở đây để cho nhiều bạn không biết về cái lịch sử của nước Việt Nam như nào. Thì đây là một cái vụ án an thì 20 năm sau thì vua Lê Thánh Tông với Minh Ngoan được cho gia đình nhà Nguyễn Trãi các bạn nhé. Đó, thì khu này thì không có người. Nhưng ở đây thật sự là rất là rộng các bạn. Cây cối nhiều. Nói chung ở đây cũng rất là nhiều chỗ trốn mà. Thời gian 30 phút thì tôi nghĩ là cũng rất là khó để đi tìm các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay ở cái map chơi này tôi thấy là rất là mới lạ nhé. Cực hay luôn rồi. Nếu hôm nay mà tôi trốn thế này thì bác Ngọt thật thì tìm sáng mai rồi. Đã trôi hết 10 phút nhá. Thì phía bên kia tôi tìm bắt được hai người. Giờ tôi lại sang phía bên này nhé bạn nhé. Thì đầu tiên là đi đến nơi khu di tích lịch sử thì chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc. À, đây thì là cái bia của đại thi hào, đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi ạ. Sinh năm 1380, mất năm 1442 ạ. Đó, hiệu là X Trai. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ tìm ở khu vực bên này nha bạn nhá. Còn Bảo thì nó không lên đời, ăn không đến trốn, đi chơi cái gì. Thôi Bảo ơi, về mà đi bốc mộ đi. Bảo chuyên nghề bốc mộ các bạn. Bảo về bốc mộ đi thật. Chơi làm gì. Không biết là ở cái phía hàng rào này là có ông nào trốn vào đây không các bạn ạ.
Cau các bạn, cau cảnh. Khó các bạn, ở đây đất rộng này mà ông nào mà chơi lửa mà tôi nghĩ là tôi bắt được cũng không phải đơn giản đâu. Khuôn viên của Lệ Chi Viên này rất là rộng các bạn ạ. Băng ngoặt bảo tầm 1000m nhưng mà tôi đoán chắc là hơn nữa các bạn ạ. Lại còn rất là nhiều vải nữa các bạn ạ. Khéo hôm nay thì nhiều thằng trốn trên cây vải các bạn. Để chúng nó làm gì biết không? Để chúng nó ăn vải các bạn ạ. Tại có khi nào ông ấy trèo lên cây này không bạn nhé? Còn 3 người nữa, Vinh, Côn, Phòng. Thì ba ông ấy là chơi trốn tìm nhiều rồi, có kinh nghiệm nhiều rồi. Thì thật sự bây giờ bắt cũng rất là khó này. Đó. Đây không biết là có ai không. Ở phía trên kia rồi có mấy cái mộ, mấy cái bia. Thì tôi sẽ lên đấy tìm xem có người giúp không nhé bạn ạ. Các bạn ơi, mày hoa băng ngọt này, đi qua chỗ này mà không vào đi tìm, mày là tôi ăn chặt cả 1 triệu băng ngọt rồi. Ở đây thì có mấy cái mộ. Tôi chỉ sợ đi ở đây chẳng may có tổ ong vào, mình chạm vào tổ ong bay ra nó đốt thì sưng hết mặt các bạn. Ở đây có 2 cái lăng mộ không, xem nào, có ông nào trốn quanh cái lăng mộ này không ạ? Khả năng không có. Ai các bạn ơi, khoảng cái đít ra các bạn ơi, đít to quá các bạn ơi. Người tiếp theo bị bắt là Phương Âu Côn nhá. Côn những ai rồi? Côn là người thứ 3 bị bắt các bạn. Thời gian đã trôi hết 14 phút rồi. Rồi, chơi chiến thuật đây, luồn đây và luồn không kịp bác đá bắt đằng sau đít rồi. Các bạn nhìn ra đây, kiểu đang trời nắng là nhìn là có cái bóng các bạn. Thế là nào? Côn thấy trốn tìm đây này. Vải nhiều hay các bạn, vải nhiều các bạn nhìn. Nghe kiểu tội chưa chín lắm nhưng mà ăn nó vẫn rất là ngọt nhé. Các bạn ơi, thời gian tôi hết 14 phút thì giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm người tiếp theo nhé. Còn Phong mình chơi cái gì vậy? Cứ tưởng cho tôi biệt danh là Phòng Bột Kẹt đúng ra đấy, kẻ kênh kẻ Phòng Bột Kẹt đúng. Mẹ không đi Phong. Còn lại ông đấy thì trốn cái gì? Ông ấy trốn ở quanh chúng mấy cây vải để đớp vải thôi các bạn. Làm cái gì cho nên cầu trống. Phong ơi, về đi ngủ đi, không còn nhiều. Và các bạn, thời gian đã trôi hết 14 phút rồi các bạn nhá. Thì khu này thì rất là rộng mà. Thì còn 15 phút nữa thì hy vọng là tôi sẽ bắt được 2 người còn lại các bạn nhá. Đó, thì tiếp tục là tôi sẽ sang đến cái khu vực này. Khu vực này thì ở đây là có cái đài của Giọt Lệ các bạn. Hay còn gọi là Giọt Lệ Đài Chi Viên các bạn. Đó. Băng ngọt đang phân tích đây, tôi sẽ đi ngọn đèn sau nhé các bạn. Đấy, đây các bạn, đây là cái Giọt Lệ Chi Viên. Băng ngọt đang đi tìm đây. Băng ngọt đang tiếp tục như đây. Vẫn đang phân tích cả cái nhìn nó rất là to, quả cũng rất là đẹp. Nhìn rất là giống nước mắt. Đấy, thì đây là không phải là cái giọt nước mắt của Nguyễn Trãi hay là giọt nước mắt của Nguyễn Thị Lộ. Bởi vì là những người anh hùng thì không bao giờ rơi lệ vì cái lỗi riêng tư, mà khóc là khóc vì nhân dân các bạn. Thì cũng rất là to, cũng rất là đẹp các bạn nhé. Thì ở đây thì không có người các bạn. Cũng khó, nhưng mà sau cái tre này có người không? Tôi tìm quanh đây này. Cũng khó các bạn. Đây, trên cây tre này. Nhưng mà tôi nghĩ là trên tre, cây tre thì không ông nào mà có thể giúp được lên cây tre đâu các bạn. Bởi vì tre nó rất là nhiều gai, rất là rậm rạp. Hôm nay có 4 đối thủ với tôi thì có 2 thằng ngu rồi. Vinh, Trương nhưng không tính tiền rồi. Còn Bảo thì cũng biết người to xác thì trốn vào đâu, giúp chỗ nào. Cả thời gian này trôi nhanh quá các bạn ơi. Nhiều phát, đã hết 18 phút rồi. Ui, tiếp tục vào tôi đến nhá. Cái khu này nhá. Rất là nhiều vải nhưng mà phát vải đây năm nay ít quả đấy nhỉ. Cũng có. Ôi các bạn ơi, lại bắt thêm được một ông nữa đấy các bạn ơi. Ông nào đây? Các bạn ơi, tôi thấy ông này ông áo đen. Rồi các bạn ơi, người tiếp theo bị bắt là Vinh Tiền Mẻ nhá. Rồi Vinh này, tao tưởng thoát cái này vừa tao đi qua, thấy tao đi qua còn chưa có quay lại. Giúp ở đây làm gì? Trong này trốn đơn giản ấy, giúp được vào cái chỗ này. Cái bản đi chỗ này ung tùm này bắt mình nếu mà không đi qua cái kia, đi ra kia là cũng không. Tôi ăn chặt. Là ăn chặt à? Rồi, Vinh này, hôm nay trốn đây thế nào? Nhiều vải. Nhiều vải các bạn, tôi vừa nhai mấy quả vải ăn ngon lắm. Vải này ngon thật. Thôi qua đây, người tiếp theo bị bắt là Vinh Tiền Mẻ nhá. Thì thời gian đã trôi hết 18 phút rồi. Giờ tôi đã tiếp tục đi tìm người tiếp theo. Và còn duy nhất là một mình Phòng thôi. Các bạn ơi, thì vừa anh Côn đi cùng tôi đi trốn ấy. Anh Côn bảo chỗ trốn cùng tôi tồi tệ.
chưa bị bắt, chưa biết ai là nàng vừa nhất đâu các bạn ạ. Ta là vua Trôn Tìm thì chưa biết được. Các bạn, thời gian đã trôi hết 20 phút rồi cả nhá. Thì tiếp tục và tôi ở ra cái góc này xem nào. Có người trôi trốn không? Bây giờ còn 10 phút nữa thì chỉ còn một mình phòng thôi. Thì tôi nghĩ là phòng cũng tồi tệ lắm các bạn. Khả năng không trốn được đâu. Ở đây thì là cái khu nước ạ. Nước để cho những người trông hoặc là người rửa chân, rửa tay ấy. Đó, ở đây thì tôi nghĩ là không có ai. Ui, ở sau cũng ung tùm nhưng mà không có ai ạ. Ở bên sau đâu. Cho bạn biết anh bảo các video trước của anh Côn bác Ngọt ấy. Anh bảo chỉ được gói đớp thì không làm được cái gì đâu, trốn cái gì. Ở đây có một cái ao sen rất là to các bạn ạ. Đây là cái loại sen trắng ạ. Thì là nói chung là ở đây thì chúng tôi là nơi đình chùa hoặc là những cái nơi thiêng như này thì không nào dám lội nước, không nào dám trèo cây, không nào dám bẻ hoa các bạn. Vùi hoa dập liễu. À, thì đây thì không có các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tìm lại. Tôi nghĩ là thằng phòng nó sẽ lượn lại các bạn. Các bạn ơi, còn nói về trường thấy chắc tối với ngủ vẫn bị đái dầm nha các bạn ạ. Chỉ trốn cái gì, làm gì biết tìm đâu mà trốn thật. Các bạn, thời gian bây giờ còn 5 phút nữa các bạn ơi. Thì là tôi nghĩ là thằng phòng nó sẽ chơi luẩn các bạn. Nó luẩn quay lại. Đó, ở đây thì có mấy cái bậc ghế đá. Cái lúc đoạn đầu là vào tôi tìm nó hơi chủ quan nên chưa tìm kỹ lắm ạ. Cái này bởi vì tôi tìm hết cả cái khu lợi sinh viên này rồi mà không thấy thằng phòng thì có nghĩa là ông này ông ấy chỉ chơi trốn thôi. Đấy, lợi sinh viên này nó rộng khoảng 1000 mét các bạn nhá. Các bạn này, thì tôi ngồi đây tôi nhìn thấy ông Bảo, ông Trương, ông Côn như kia bắt hết rồi. Cái chê tôi tồi tệ nhưng mà bị bắt đầu tiên như thứ ba kia tính gì. Tại thật sự rất là khó, không thể tìm được thấy phòng. Vinh à, đã ngồi đây mát rồi, bị bắt đầu tiên đã ngồi đây mát rồi. Biết phòng ở đâu không? Bây giờ thời gian còn 2 phút nữa thì tôi sẽ phải cố gắng điều tra hỏi anh em nhé. Đấy, anh em đang chơi gì anh? Đầu kia thì nói chung là nó rất là rộng, tôi tìm rồi. Thì bây giờ ở cái chỗ này còn một cái xe buýt nữa các bạn. Trong vòng 2 phút tôi cố gắng tìm lại nhá. Ở gần cái xe buýt này không biết là có không có. Ở đây thì xe buýt người ta để nhờ vào cái khu này các bạn. Ồ, đây không có. Các bạn ơi, thực sự thì tôi trốn chỗ này cũng không phải chỗ kín lắm. Nhưng mà mấy thằng kia bị bắt trước tôi. Thật chứ tôi không phải nó khét, gái khét thì mấy thằng kia ngu lắm. Giờ các bạn nhá, thì là 30 phút đã trôi qua thì tôi không tìm được phòng. Như vậy phòng đã là người giành chiến thắng rồi. Không biết là phòng mình giúp ở đâu cơ. Phòng ơi! Phải là có nghe tiếng đâu? Hay là say lắng rồi? Phòng đâu? Vào ngoài kia nhỉ? Ô, tận ngoài đấy á? Dạ, đám sau rồi. Phòng ơi! Phòng giúp ở đây, vừa cái chỗ này là tôi bỏ qua. Vừa là... Ui hồi. Phòng ơi! Trốn khó thế thì ai mà mò ra mày. Vừa nãy ta tìm đi đó là mày cũng nhìn thấy đúng không? Đó có chứ đâu. Thế vừa mình đi qua sai lầm quá các bạn ơi. Thôi giúp vào bụi này và quạt thánh tìm. Không, một sự một chiến thắng ăn may không hề nhẹ ạ. Thôi kia anh phải mất tiền cho mày rồi Phòng ơi. Xin không ăn. Các bạn ơi, như vậy là thử thách trốn tìm ở lệ chi viên ngày hôm nay thì Phương của Phòng đã là người đánh thắng nhá. Và 1 triệu đồng dành cho Phòng. Thì đây là một cái video cũng rất là thú vị và một ý tưởng của các bạn comment nhá. Thì mãi chúng tôi mới tìm được cái địa điểm thích hợp như này. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay thì ký kênh like, chia sẻ và comment tất cả ý kiến của bạn. Muốn anh em chúng tôi trốn tìm đâu hay trốn tìm như nào, comment phía dưới video nhá. Một lượt cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.